Rồi, ngồi đây. Rồi, hai ngày nay sao rồi? Bình thường. Bình thường. Nhưng mà thấy dễ chịu không? Dễ chịu hơn ha. Mà bây giờ còn khó chịu gì nữa? Tê tư đấy. Còn tê cái đó đó hả? Nó còn tê buốt cái này không? Cái này phải 4 trên 1 ha. Rồi, mà hai ngày nay làm thì thấy nó khá lên rồi không? Ừ. Rồi đi lại rồi sao? Đi đau hơn. Ít đau hơn. Rồi. Bây giờ ông đi qua bệnh thử coi. Ôi, đúng giờ ông đi ngon lành vậy. Trời ơi, ông đi như thanh niên, ai biết được vậy nè. Ngon lành. Đó, rồi, nằm lên đi. Kéo đi em. Rồi, 4 trên 1 nha. Được cái đấy. Rồi, thôi được rồi. Rồi nhúng nhường dữ vậy. Xưa lớn tuổi xưa lã rời hết phải không? Rồi nhẹ nhàng thôi. Một người đúng rồi. Cũng đủ chết rồi. Rồi. Chưa gì. Dạ chuyện chơi lắm. Để quay kia nữa. Dương thôi vậy đó. Ngon lành. Em biết số điện thoại thầy rồi phải không? Không có, ông này nè. Ngủ bội.
Vì sao? Ôi chịu chơi lắm. Gồng nè. Đúng gồng. Rồi ngồi xuống. Không có thua gì cả. Nhưng bây giờ ngon chịu chơi. Không có ăn thua gì hết đó. Rồi bây giờ là bấm vậy nghe nó nhẹ nhàng chưa? Bây giờ thử đi qua vòng mạnh bạo xin xích vô ương mày gạt giò ông giò ông già té cái thôi rồi. Ôi trời ôi 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 bắt nghe nó nhẹ hả? Bây giờ dám chạy không? Ôi ơi giỏi quá. Rồi nằm xuống ghế đi, đưa thị khăn thưởng cho ông cái. Ồ okay. Ồ mà được. Giỏi. Rồi nha. Rồi thôi về ha. Rồi. Chúc sức khỏe. Dạ dạ. Ôi trời ơi. Con ngon là nó tay khỏe ghê. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thôi. Ôi trời ơi. Ôi giỏi quá. Rồi bữa nay sao rồi? Dạ cái phần mềm thì nó đau mà cái lưng thì nó đỡ. Mà nó đau phần mềm thôi là do mình bấm á thầy. Do bấm. Dạ. Rồi do bấm là do cái cơ thôi. Đó là em vẫn còn đi nghiêng nhiều á thầy. Đi nghiêng nhiều. Dạ. Vẫn đi nghiêng bên này. Bị cái lưng là bao nhiêu lâu rồi ta? Dạ, mấy năm đây em cũng quên không nhớ luôn. Rõ đi em. Đại khái là cũng thuốc nhiều lắm rồi. Thuốc nhiều lắm rồi. Thôi. Dạ. Mà thấy không chân bà em nhất à? Bà này hồi xưa là cũng là nạn nhân của thuốc tây. Thuốc tây thì em ít uống lắm. Ít uống mà sao vậy? Cái thuốc nam, thuốc bắc. Thuốc nam, uống thuốc để thôi. Okay. Dạ. Ok hả? Rồi nằm sấp rồi đo hai chân coi sao? Cái thuốc tây thì em không có dùng. Em dùng ba cái thuốc viên rồi đó. Rồi, nghiêng bên nào? Đi nghiêng bên nào? Nhìn nghiêng bên phải. Bên phải. Bên phải chứ. Sao người trái người phải? Người ta bệnh ta biết. Chị nghe bên nào vậy nên báo rồi. Rồi bây giờ ngồi dậy đi. Vậy đi qua bên kia đi rồi đây mọi người nhìn là thấy à. Thầm nó nghiêng bên này nè. Rồi đi đi. Dạ. Rồi, bên này này. Lắc qua trái mà bà gãy bên phải. Rồi, ơi nằm. Rồi nằm sấp. Rồi xuôi chân cho đều lại chân. Đó rồi kéo này coi chân rồi coi lên. Thả lỏng. Đứng gồng. Rồi hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi, kéo đi. 3/1. Em nghe nó nhúng không? À, cuộc sống nó bị cứng dính lại. Này có 3/1 cái gì? Lên 1, anh 1. Nằm nằm xuống. Nghiêng qua đây. Nó chừng mới đeo nhách nè. Mà cái bụng nó bự à? Ừ, bụng thì bự. Dạ. Mặt thì tròn. Chân thì teo. Dạ. Không uống thuốc tây mà chỉ uống thuốc tể năm màu thôi. Dạ đúng rồi. Uống thuốc chứ chợ mới An Giang rồi đó. Về cái mặt nó phình lên. Thôi đừng thèm uống nữa. Ba cái thứ nó
trộn corticoid vô nguy hiểm quá. Lực sĩ không? Đúng rồi, cái này phải lực sĩ Tứ Hải mới được chứ. Đúng. Yếu yếu không được nè. Cấn cái bụng. Người thì nhỏ mà cái bụng thì bự. Bây giờ về từ bỏ thuốc tể rồi đi nha. Dạ, bỏ lâu cái rồi. Gì mà thầy hướng dẫn. Dạ, mấy tháng nữa không có uống. Ừ, tốt rồi. Cái này nó bị ba cái corticoid vô nguy hiểm lắm. Sau này là coi như là xương cốt rồi rã rời hết. Nó làm loãng xương rồi nó làm cho xương mình giòn á. Rồi sau này nó đi đâu nó gãy rốp rốp nghe ghê. Rồi ngồi dậy. Đấy. Được rồi, đi được lại rồi. Thử coi. Bớt bớt chút. Rồi. Ừ, đỡ rồi. Rồi. Thôi được rồi. Thôi cố gắng nha. Rồi tiếp. Rồi mấy giờ nãy ăn 16 8 chưa? Dạ có. Giỏi. Phải ráng nha. Dạ. Rồi nhà ở đâu? Nhà ở Bình Dương. Bình Dương đó. Dạ. Rồi bây giờ mấy ngày nay thấy sao rồi? Dạ nó cũng đỡ, cái chân đứng thì nó cũng đỡ một chút. Mà không đứng lâu được. Không đứng lâu được. Dạ nó thốn. Nó thốn nhiều là thốn ở đâu? Ở trên đây. Trên mông. À, trên mông đó đó ha. Dạ. Mà cái này là bị bao lâu rồi ta? Dạ bị hồi trong Tết là đi khám thì nó bị giãn tĩnh mạch. À, giãn mạch thì mình học cách hết rồi. Dạ. À, riêng 16-8 hút không khí nó đã đỡ nhiều rồi. Dạ. Dạ. Rồi còn là ăn còn thuốc uống đồ rượu dạ. Đồ uống là tốt hết rồi ha. Dạ dạ. Nhưng mà thấy mấy ngày nay thấy nó có diễn biến rồi chưa? Dạ đỡ nghe đỡ. Dạ. Thì về nhà cũng tập cái bài mà tôi nói rung chân với dậm gót chân á. Dạ. Giống này hướng dẫn á. Dạ, nha. Dạ. Rồi kéo cổ qua đi. Cái này 4/1 nha. Này chân bên phải. Rồi, để đi. Rồi đừng có uống ba thuốc tây nữa nha. Dạ. Nghe là thầy dùng cái này cho nó
cho nó hết chứ đừng dùng ba đó nữa. Đấy, vậy này cũng là thuộc bụng bự, mặt lớn nè, mặt to nè, chân teo nè, cũng bị dính hết rồi đây. Để giờ lộ cái đấy. Cứ trong chút đi. Chỗ này tay ra. Đau. Đến giờ nào hết đau thôi. Ráng là áp dụng đúng như của thầy, tháng sau cái là bụng gọn lại liền nha. Dạ. Đừng có uống thuốc tây, nước thuốc gì nữa nha. Dạ, từ lúc xuống đây bỏ thuốc tây. Rồi cái khi nào mình đau á thì mình hút không khí. Dạ. Khi nào mình đau á thì mình làm đá nóng mình chườm thì nó hết đau à. Dạ. Nha. Dạ. Ráng chịu khó một chút xíu. Dạ. Rồi, xuống đi. Rồi, bước đi thử coi. Coi có dễ chịu không? Đây này nha. Ngước đầu lên nha, nhìn thẳng nha, đừng có cúi đầu xuống. Dạ. Người ta nói gần đất xa trời đó nha. Dạ. Rồi, dạ, sao rồi? Nhẹ rồi. Nghe nhẹ rồi ha. Dạ. Nhớ thầy dặn vậy đó ha. Dạ. Thực ra em ăn 16-8 mà cho tốt á thì em đã khỏi hết 50% rồi. Dạ. Nha, dạ. Cố gắng nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Tiếp.